Ngọc Nhi xin chào quý vị khán giả đang cùng đến với không gian quen thuộc Quán Quen Chuyện Chất, được phát sóng vào lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đặc phim Meda thực hiện. Và thưa quý vị, vẫn là Ngọc Nhi đây, vẫn chỗ ngồi rất quen thuộc, một cô chủ quán kiêm nhân viên phục vụ, mỗi tuần mở cửa duy nhất một lần và quán phải nói là chỉ đón duy nhất một khách thôi. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện về những chủ đề của chương trình và lắng nghe quan điểm của khách mời. Và hôm nay Ngọc Nhi mời đến đây một anh rất là đẹp trai luôn. Còn anh ấy là ai thì xin mời mọi người cùng theo dõi ngay sau đây. Với giọng hát tốt cùng ngoại hình điển trai, Trương Quốc Bảo từng là ca sĩ được công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ yêu mến. Ngoài đam mê ca hát, hiện nay Quốc Bảo đã lớn sân và thành công với vai trò MC diễn viên. Hướng tới hình tượng người nghệ sĩ đa tài, hiện nay Quốc Bảo là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí, các chương trình truyền hình dành cho giới trẻ. Hãy cùng hẹn hò với MC Quốc Bảo trong Quán Quen Chuyện Chất tuần này. Và xin giới thiệu khách mời Ngọc Nhi vừa nhắc đến, một anh chàng điển trai đang ngồi cạnh Ngọc Nhi đây, MC Quốc Bảo. Đầu tiên gửi lời chào đến Ngọc Nhi, là cô chủ quán rất là xinh đẹp và đã chuẩn bị cho Quốc Bảo cái ly nước phải nói là đẹp mắt nha. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên HTV9 và mời Ngọc Nhi. Dạ. Thơm nha. Thường gặp nhau, mời nhau uống nước thì câu đầu tiên người ta hay hỏi là dạo này anh sao, đúng không? Thì nhưng mà dạo này em có một cái trend em hay hỏi nè, cuộc sống anh ổn không? Hả? Cột sống anh thế nào? Cột sống hả? Cột sống. Ngữ nghĩa mà các bạn giới trẻ bây giờ hay dùng, các bạn Gen Z hay dùng là cột sống, nó lái lái qua là cái từ cuộc sống đúng không em? Thì cuộc sống anh nó hơi loãng xương nhẹ. Chứ chưa đến cái mức là thoát vị đi đệm đúng không? Chưa, vẫn còn hoạt động được à. Anh có nhắc đến cuộc sống thì em thấy là anh hợp với chủ đề ngày hôm nay. Tại tức sao? Là hiểu về Gen Z đúng không? Sao biết tôi hiểu về Gen Z? Cái cuộc sống là cuộc sống là hiểu rồi. Đôi khi ở nhà rảnh quá không có gì làm thì mình lướt Facebook rồi mình lên mạng xã hội nhiều quá thì mình bị nhiễm á. Có nhiều người ta không hiểu và trò chuyện với Gen Z cũng không biết Gen Z đang nói cái gì. Nhức não lắm, rối não lắm. Nhất là cái ngôn ngữ của Gen Z mọi người hay nói nó khó hiểu rồi nó tùm lum tùm la hết. Nên chúng ta sẽ cùng bước ngay vào chủ đề từ điển Gen Z, xu hướng hay lệch lạc ngôn ngữ. Trước tiên, một người hiểu về Gen Z, định nghĩa Gen Z là gì? Gen Z hình như là các bạn tuổi teen được tính từ 2K trở lên là gọi là Gen Z phải không ta? Anh thiếu một nhóm còn cái đoạn trước trước đó nữa là cuối 9X. Ủa vậy là hả? Tầm từ năm 1997, 98, 99. Nhưng mà 93 là mình được tính là Gen Z không à? Không. Trời ơi trời. À coi như là từ 97 đến 2012. 2012 à. Rồi bây giờ mình nói cái đoạn đó. Thì nhận diện Gen Z anh nhận diện như thế nào? Những bạn mà được sinh ra ở cái thế hệ sau này, trong cái thời đại là 4.0, thì các bạn cập nhật rất là nhiều, khiến cho những cái câu trò chuyện của mình, những cái từ ngữ hàng ngày của mình nó trở nên thú vị. Và nó rất là gần với cái năng lượng của các bạn. Các bạn nói chuyện rất là dễ thương, không có khó hiểu đâu, nói chung là đáng yêu lắm đó, cái kiểu như vậy. Đó là nhận diện đầu tiên, đó là ngôn ngữ và hình ảnh nữa. Hình ảnh sao? Hình ảnh cũng rất là cool, ngầu, lúc nào cũng thể hiện cá tính. Em có đồng ý anh là các bạn trẻ giờ chủ động hơn ngày xưa rất nhiều. Đúng. Các bạn mạnh dạn hơn, các bạn tự tin thể hiện cá tính. Gen Z có một cái nữa là họ cực kỳ sáng tạo. Chúng ta xem trên mạng xã hội nè, rồi những content creator đúng không? Họ làm YouTube rất là nhiều. Và cái sự sáng tạo đó đó, nó khiến cho chúng ta đôi khi những cái người mà ở thế hệ trước á không hiểu nổi tại sao sáng tạo. Cái đó là ngợp và bị sốc văn hóa. Yeah. Thì một trong những cái sáng tạo mà chúng ta dễ thấy nhất là họ sáng tạo ra cái từ điển. Đúng. Đó, có bao giờ mà gặp những cái bạn Gen Z, anh nghe các bạn ấy nói á, anh kiểu như là anh người tối cổ anh không hiểu gì. Thì đó, nãy giống anh nói, em nói có những cái câu mà anh phải tập quen từ từ á, giống như là không biết đâu thì không chịu nói không biết đâu, không chịu đâu, kiểu vậy á, hiểu không? Sao á, nói chuyện với bạn xong tí anh ngồi phải giống như là mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt á. Nhưng mà anh nghĩ tại sao Gen Z họ lại chế ra cái từ điển và những cái ngôn ngữ như vậy? Thì anh nghĩ là khi mà anh nhìn với các bạn Gen Z á, trong cái mindset của các bạn nó rất là thoáng, sáng tạo nè, hài hước nè, giải trí nè, tự tin để thể hiện cá tính của mình. Đó là tất cả những cái gạch đầu dòng để khiến cho những cái ngôn ngữ đó, những cái hình ảnh đó xuất hiện và ra đời. Nếu mà những bạn nào mà chúng ta thắc mắc rằng tại sao các bạn trẻ bây giờ cứ nói những cái chuyện gì mình không hiểu, nói những cái ngôn ngữ, cái câu gì kỳ, thì các bạn nhớ lại đi, cái thời mình dùng Yahoo Messenger. Đúng rồi nha. Mình vẫn dùng tin code đúng không? Đồ ngốc ngách. Đúng kiểu. Nên là cũng dễ hiểu thôi, ở mỗi thời đại thì chúng ta luôn có một cái sự sáng tạo nó phù hợp với cái lứa tuổi và những cái mối quan hệ xung quanh. Các cái kiểu ngôn ngữ Gen Z biến tấu á, thì anh thấy họ sẽ biến tấu theo những cái kiểu nào?
mình kiểu thể hiện cái sự dễ thương mà nó kiểu hơi over xíu á. Cố tình nói chặt đi đúng nói không? Chặt đi à, hoặc là có những cái từ nào đó nó hơi lái lái chữ, giống như là cái từ cột sống và cuộc sống đó. Tất cả những gì là chúng ta sáng tạo được, chúng ta bắt chụp được từ bên ngoài thì chúng ta vẫn có thể tạo ra một cái ngôn ngữ hàng ngày. Anh nghĩ là các bạn Gen Z lựa chọn cái công thức đó. Như vậy chúng ta thấy là Gen Z cũng có rất nhiều những cái điều thú vị mà những bạn nào đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, có thể là thế hệ 8X hay là 9X, thì đôi khi chúng ta cũng thấy là mình học hỏi thêm những cái điều này để xích lại gần hơn với các bạn Gen Z, để thấy là cuộc sống của mình nhiều màu sắc và cũng là cách để mình trẻ hóa hơn đúng không ạ? Chẳng những đã uống nước mà bây giờ có chanh cho anh ăn luôn nè. Xin mời anh. Xin mời là sao em? Có nghĩa là mình ăn cái này không vậy đó hả? Trời thôi, ai nỡ làm vậy. Bây giờ sẽ có một cái trò chơi mà anh thua thì anh được ăn. À, trò chơi, ok. Đó là giải mã từ điển Gen Z. Nghỉ chơi. Đi về được không? Anh nói giỡn giỡn thôi chứ mấy cái từ đó anh biết ít lắm. Em cũng có biết gì tại đâu. Em thấy cái khả năng mà thiên chuyển ngôn ngữ của các bạn đỉnh cao lắm em. Có những cái từ mà đọc hoài không bao giờ ra, không bao giờ hiểu luôn á. Có cái chuông nha. Bây giờ chương trình sẽ đưa ra một cái chữ nào đó của Gen Z, ngôn ngữ đó, thì mình sẽ nhấn chuông nếu mình đoán được. Ai nhấn chuông trước mà trả lời không được hoặc trả lời sai thì cũng phải ăn luôn. À, cho cái tội tài lanh đúng không? Ok, kẻ không biết không nhấn chuông. Alo, cái gì vậy ạ? Cuộc đời em từng thấy kiểu này rồi. Lúc em cũng thắc mắc, cái mặt em nó cũng y chang vậy. Thầm muốn á mẹ. Thầm muốn mẹ. Em thử nha. Anh thử rồi. Wow, chúc em trả lời sai. Chúa hề. Chúa hề. Đúng không ạ? Ủa nhưng mà tại sao người ta thường hay dùng là thánh hề hay là cái gì, sao dùng cái từ chúa mà trời tre nữa. Thánh hề là Gen Y rồi, bây giờ ta Gen Z. Ok. Ăn anh. Hả? Ăn à? Ngồi đừng có giả ngơ nữa. Anh bắt đầu thấy mệt mệt rồi đó nha. Rồi. Dạ, ăn ạ. Thông cổ mắt họng sảng khoái dài lâu nha. Tuyệt vời. Chuẩn bị tiếp tục. 3, 2, 1, xin mời. Ê, alo. Cái là, ê, xí chương trình, ê. Gì vậy trời? Cái này dễ nhưng mà xin lỗi bị lé. Ăn chanh cho sáng mắt nè. Thầy miễn cho sáng mắt nào. Trời ơi, cho xin miếng muối được không? Nhìn ăn cái thèm quá hả? Quéo. Cái thứ ba à? Vậy em chờ một dây chanh nha. Để lấy đà được. Dạ. 3, 2, 1, vô. Hey, ủa quên. Oh no. Ủa tự nhiên cái bún tay gì ta? Lemon nè, chanh nè, dấu hỏi là chảnh nè, ăn ngon nè. Dấu hỏi không? Đúng. Lẻ mon là cái gì? Lẻ mon là chanh hỏi chảnh. Yeah, lẻ mon. Ăn chanh thôi mà ăn đậm quá. Em ăn đi, mời em. Câu tiếp theo. Tiếp tục. 1, 2, 3, xin mời. Trời ơi. Cái này không biết. Cái này quá đơn giản thưa quý vị và các bạn. Phan Xích Lô là Phan Xích Long đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đến với lượt trả lời của Ngọc Nhi, xin mời. Phan Xích Lô. Phan Xích Lô. Tức là thắng gấp hả? Sai. Vậy hồi anh khỏi ăn. Ủa? Hay là anh muốn hai đứa mỗi đứa ăn một miếng? Cái khoang miệng nó đã lỡ chua rồi thì không người nhìn thân người ngại nữa. Mời em. Chúng ta cùng ăn một miếng lẻ manh chút bồ nào. Em mời anh. Vô. Mời. Có gì chua mỹ rồi đắng nữa. Vậy Phan Xích Lô là gì chương trình? Dạ. Giải thích chưa ta? Em hiểu rồi, của mình anh không hiểu thôi là vậy. Phanh Xích Lô là thắng gấp lại đúng không? Thắng gấp lại nó kêu cái tiếng kiss đúng không? Kiss. Hôn. Kiss là hôn. Anh Phanh Xích Lô em đi là anh kiss em đi, hôn em đi. À vậy hả? Trời, cái này em đoán 10 ngày 10 đêm cũng ra. Tuyệt vời á. Thôi rồi, bỏ qua, em xứng đáng ăn miếng chanh. Từ cuối cùng. 3, 2, 1, xin mời.
Anh chưa nhìn cái gì luôn đó bé. Ai mượn anh nhìn chậm. Trầm cảm. Anh không biết hả? Không. Cái từ này phổ biến lắm luôn á. Trầm. ZN là phải nguyên tố kẽm không? Kẽm đúng rồi anh ăn. Trầm kẽm là trầm cảm. Trời ơi, nãy giờ anh ngồi kêu. Ủa kẽm là gì? Cái đó là kẽm mà nhưng mà anh xứng đáng cả dĩa luôn á. Mới tới nãy giờ em thấy anh không biết gì luôn á. Mời anh. Này đọc khó đọc không ra. Sao vậy anh? Anh đang bị trầm kẽm á. Hơi ố về hả? Ố về nhưng mà ổn mà. Nhưng mà cảm ơn em rất là nhiều. Tại vì chơi cái trò này xong thì chúng ta biết được thêm rất là nhiều cái cụm từ của Gen Z. Nếu như những cái từ ngữ này được sử dụng với một cái tần suất cao hơn trong giao tiếp, chứ không phải là lâu lâu mình gặp một cái từ như anh em mình nãy giờ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì mệt nha. Thì cuộc sống của chúng ta rất là mệt. Cái gì cũng vậy, vui thôi đừng vui quá. Đối với các bạn Gen Z cũng vậy, anh nghĩ là với cái sự thông minh và trẻ trung của các bạn á, thì các bạn cũng sẽ tự hiểu được là nên sử dụng cái tần suất như thế nào, nên sử dụng cái từ ngữ nào trong cái hoàn cảnh nào hợp lý nhất. Nói chung là chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ và biết sử dụng đúng lúc thì nó mới đắt, nó mới vui, nó mới sướng được. Thử đặt tâm thế vào một cái người nào đó ở thế hệ millennial, hay là trước nó nữa đi, như ba mẹ tụi mình đi, và gặp các bạn trẻ và các bạn nói toàn là ngôn ngữ Gen Z và họ không hiểu được, thì cái cảm giác của họ sẽ như thế nào? Anh nghĩ thì họ sẽ cảm thấy rối não, bắt đầu là mệt mỏi. Tại vì khi mà chúng ta nghe một hai từ chúng ta không hiểu là thấy mệt rồi. Mà dùng nguyên câu nói, mà dùng hết ngôn ngữ Gen Z đi thì chắc chắn là khó để có thể tưởng tượng và hình dung ra câu chuyện đang muốn nói gì. Ngoài cái khó hiểu với lại rối não thì nó còn mức độ nhẹ nha. Đôi khi nặng nặng hơn, người ta cảm thấy bực mình. Wow, khó chịu. Wow, nói cái gì vậy? Tại sao vậy? Em vẫn nghe than phiền rất là nhiều ở những cái anh bạn của em mà khi mà họ làm ở những cái doanh nghiệp á, và cái tầm sếp rồi á, thì họ than phiền nè, bây giờ tuyển mấy đứa Gen Z á, nó viết mail, nó nhắn tin xin nghỉ việc hay là xin này xin kia, nó viết toàn là ngôn ngữ Gen Z không à. Mình chơi mình giỡn cỡ nào cũng được, mình quậy cỡ nào cũng được, mình nói chuyện tiếng ngôn ngữ hành tinh khác cũng được, rối não nhất cũng được, miễn sao nó vui là được. Còn khi mà làm việc á, hoặc là những cái gì nó liên quan đến á, giấy tờ cấp trên thì nên có sự tôn trọng, cái đó là cái cơ bản. Không bao giờ được phép xuất hiện những cái từ đó trong một cái lá đơn hoặc là trong một cái văn bản nào đó nó có mức độ là nghiêm trọng hoặc là nó có mức độ là chuyên nghiệp chút xíu. Không chỉ là những cái ngôn ngữ nói chuyện hàng ngày hay là những cái từ ngữ trong giao tiếp, trong viết lách, mà bây giờ thành ngữ các bạn còn chế lại được nữa kìa. Cái này nhiều lắm, cái này anh em mình coi mấy cái web drama rồi bây giờ viral rồi. Đó, nghe nhiều rồi nhưng mà chơi thử một trò với em. Chơi nữa hả? Nói thì hay. Em sao vậy? Sao hôm nay em ra rủ tới đây chơi trò chơi Huyền Nhi? Chơi này em không phạt đâu, yên tâm. Em chỉ muốn thử thách anh thôi. Dạ. Chẳng hạn như là mình hay nghe câu là chôn nhau cắt rốn, thì người ta hay nói vui là chôn nhau cắt mạng. Chuẩn bị 3, 2, 1 vô. Dĩ hòa vi. Dĩ hòa vitamin. Ôi cái này dễ thương. Đúng không? Nhưng đúng mà không? Đáp án là dĩ hòa vi cá. Tiếp tục. Vitamin là anh sáng tạo anh. Nhưng mà em thấy tuyệt á. Thì đó anh lai lai Gen Z mà anh nói rồi. Tiếp tục. Ăn không ngồi. Ăn không ngồi. Ăn không ngồi cười. Em cũng được ha, nhưng kết quả là ăn không ngồi xuống. Ăn không... Gần mực thì. Gần mực thì. Hài hước lên. Gần mực thì cực. Không, không phải đâu hả? Mực cực liên quan gì? Chứ gần mực. Mực thì sẽ đi với cái gì? Gần mực thì viết. Mình bỏ ra mấy cái mực để bơm vô cái bút đi. Gần mực thì bia. Con mực uống bia nữa. Tiếp tục. Trong cái khó nó ló cái gì? Trong cái khó anh bí á. Khó quá à. Cái này khó thiệt á. Trong cái khó anh ló cái ngu của anh luôn á. Kết quả là trong cái khó ló cái khăn. Khó khăn á. Ôi, anh không có biết, anh không biết. Em không trách anh đâu, em cũng không biết. Không biết luôn. Các bạn xin gì ơi, bảo không biết. Giờ anh nghĩ rằng chính vì các bạn cứ đọc như thế này mà quên luôn cái bản gốc, và thật sự thế hệ sau không biết thành ngữ gốc của nó là gì. Đó cũng là con dao hai lưỡi đó. Em mới kêu là khi nào giỡn giỡn, khi nào học học. Chúng ta nên tìm hiểu lại coi cái câu đó thực chất nguyên bản nó là cái gì. Chúng ta hiểu được cái câu gốc đó, cái nội dung nó như thế nào, thì chúng ta thấy được cái câu giỡn, chúng ta mới thấy được cái sự vui vẻ và hài hước của
từ cái câu đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta không hiểu cái ngữ nghĩa chính xác của cái câu gốc thì cái quăng miếng sao cười được, có hiểu đâu mà cười, đúng không? Muốn vui muốn giải trí thì phải hiểu biết nữa. Bây giờ mình nói về việc lạm dụng ngôn ngữ Gen Z đi. Vậy thì như thế nào mới là lạm dụng? Cái tần suất nó ra sao anh cho nó sẽ là lạm dụng? Ví dụ như chúng ta đang đi chơi với bạn bè, đang ngồi chill với các bạn, chúng ta đang đùa giỡn trong một cái bàn ăn, thì cái ngữ cảnh đó nó phù hợp. Nó rất là phù hợp cho những cái câu đùa, bông đùa, chọc ghẹo bạn bè nhau để mà mình gây tiếng cười ra trong một cái hội bàn như vậy. Còn nếu mà cứ gặp ai cũng tương tác như vậy thì nó là lạm dụng thật sự. Bị quen á, và nó khiến cho chúng ta bị đúng là nhiễm nặng vào bên trong con người của chúng ta luôn á. Nhưng mà cái nào đã đó, chúng ta nên tiết chế lại để không lạm dụng trong cuộc sống mỗi ngày. Tức là không sử dụng mọi lúc mọi nơi, và lúc sử dụng là phải có chủ đích, chứ không để nó thành một cái thói quen của đúng mình rồi. Và không sử dụng trong ngôn ngữ viết, trên văn bản, trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Đúng. Chat vui vẻ thì sử dụng đó. Một cái hậu quả bên cạnh cái việc là chúng ta quên luôn cái ngôn ngữ gốc, thì em cũng nghĩ là nó ảnh hưởng nhiều đến cái giới trẻ sau này. Những cái bạn mà sinh sau thế hệ Gen Z luôn đi, đôi khi nghe anh chị mình dùng từ ngữ nói câu như vậy và tưởng đó là từ đúng. Nó thật sự là lệch lạc á. Và cái ngữ cảnh môi trường giao tiếp của mình cũng sẽ rất quan trọng. Khi mà các bạn trò chuyện mà thấy có những cái em nhỏ của mình xung quanh thì cũng nhớ giải thích cho các em ấy hiểu cái câu gốc là gì nha. Đúng rồi, nít bắt trước nhanh lắm. Quý vị thân mến, chúng ta thấy là Gen Z thì rất là phong phú và đa dạng, và đặc biệt là về từ điển Gen Z nãy giờ chúng ta chia sẻ rất là nhiều rồi. Và nó cũng sẽ tạo nên những cái sự thú vị, hài hước trong giao tiếp hàng ngày, và chắc chắn đó là một cái gia vị không thể thiếu trong cái thời đại 4.0 như thế này. Nhưng cần phải biết sử dụng đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, và hãy sử dụng khi thật cần thiết để những ngôn ngữ Gen Z trở nên thật đẹp mọi người nhé. Anh ơi, sao? Có một thử thách dành cho anh đây. Mệt ghê, mỗi lần mà em nói anh ơi cái gương mặt thánh thiện đó, nhưng mà thật ra toàn là những thử thách cam go không. Đây là cái thử thách thử tài đoán chữ. Thì như nãy giờ mình có bàn luận là trước khi chúng ta muốn biến tấu, muốn chế một cái gì đó hài hước thì mình phải hiểu rõ cái nguyên bản, cái bản gốc trước, đúng không? Đúng. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem là mình hiểu tiếng Việt đến đâu ha. Thì yeah, những cái chữ cái này sẽ được sắp xếp lộn xộn, mình phải tự đảo nó lại trong tâm trí của mình để nó thành một cái từ đúng. Lại là một trò chơi ngôn ngữ. Đây rồi. Đâu nói không phải khoe chứ cử nhân ngôn ngữ học. Để coi đối diện với một cử nhân nói nhiều thì em có xếp từ nhanh nhanh hay không. Người nào thua thì sẽ phải nhảy trên một cái nền nhạc đang rất là hot trong giới Gen Z. Rồi em chơi. Em không biết nhảy nha. Anh nhảy chắc cũng xấu cỡ em. Giờ mình sẽ bấm chuông. Rồi, ai biết trước bấm chuông đúng không? Ba, hai, một, vô. Ly bia. Ly bia. Cử nhân ngôn ngữ học có khác nha. Tiếp tục 3, 2, 2 1, 1, 0. Anh được bấm rồi. Anh được bấm rồi. Cốc đá. Yeah, một điểm đầu tiên trong ngày hôm nay. Mời tiếp tục. Cái gì đấy? Nhảy đầm. Đúng không ạ? Đúng là cử nhân ngôn ngữ học có khác chứ hả? Vô. Từ từ nha. Coconut hả? Đơn giản mà. Ủa đơn giản mà. Sao tự nhiên nhìn như dữ vậy? Con cua. Đúng không? Con cua. Yeah. Còn câu cuối cùng đúng không ạ? Và đây là câu quyết định. Ai sẽ là người chiến thắng đây? 3, 2, 1. Hi. Cái gì vậy? Thời tới rồi. Yeah. Đây là từ vốn liếng.
em phải là anh thắng rồi, tỷ số 3-2 thưa quý vị. Xin được chúc mừng anh, rất tuyệt vời. Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với Bên Trên Tầng Lầu, phiên bản của chương trình Quán Quen Chuyện Chất của Quốc Bảo và Ngọc Nhi. Vô. Em ơi đừng khóc bóng tôi, trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt, phút chốc chỉ vì em đâu ở xa, em đâu từng mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Lâu phải nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc? Có đang để buồn đau? Tình yêu như cơn lốc, băng phút chốc lướt qua thật nhanh. Tình yêu em phải khóc? Có đang để buồn đau? Dù kề môi em nốc, băng phút chốc đã gây hồ sầu. Không bị phản ngồi. Thôi được rồi. Em thấy không, khi mà chúng ta thực hiện một cái rất là đơn giản mỗi ngày của bạn Gen Z thôi, chúng ta đã thấy rất là khó, thấy rất là loãng xương rồi, cột sống không ổn rồi. Vậy thì sử dụng từ điển Gen Z làm như thế nào cho tinh tế thì lại càng khó hơn nữa. Cái này cần phải bàn luận sâu hơn. Chúng ta sẽ nói về việc sử dụng từ điển của Gen Z làm sao cho thật tinh tế. Thì hồi nãy giờ mình nói rất là nhiều đúng không? Bây giờ gom lại cho nó gọn gọn đi. Mình nên sử dụng như thế nào, những lúc ra sao? Nếu mà nói để tinh tế hoặc có một cái công thức nào đó thì nó không có cụ thể được đâu. Cái đó là do cảm nhận của mỗi người thôi. Đúng rồi. Kinh nghiệm sống của các bạn, kinh nghiệm giao tiếp bên ngoài của các bạn, với cái sự văn minh của mình, với cái sự thông minh của mình, thì các bạn sẽ biết được rằng là mình nên nói cái gì với ai. Ví dụ cái từ đó chúng ta vẫn có thể giỡn được, nhưng mà chúng ta giỡn người này thì nó vui, giỡn với người kia thì nó không có ý nghĩa gì ở đây hết. Theo bản thân Quốc Bảo thôi, thì cứ từ từ, đừng có quá vội vàng. Ông bà xưa chúng ta hay nói là muốn nói cái gì uống lưỡi 7 lần. Thì bây giờ muốn viết cái gì cũng phải xoay cổ tay 7 lần. Suy nghĩ lắc não hơn 7 lần chút xíu. Ví dụ gia đình nào dễ nha, như ở nhà Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nói gì linh tinh, ba mẹ cũng nói con này nó nói gì vậy thì cũng thôi. Nhưng mà có một số gia đình khó thì các bác không có đồng ý việc mà con trẻ của mình nói những cái từ đó, sẽ không có chấp nhận và bắt là các em phải thay đổi. Thì anh nghĩ sao về những cái trường hợp như vậy? Cấm cản thì bạn nghĩ là nó cũng hơi bị nặng nề. Ví dụ mình đang nói chuyện với cô chú bác mình trong nhà, mình dùng một từ mà mình thấy bắt đầu họ nhăn nhíu mày rồi, đổi liền nhá. Họ đổi trạng thái, họ kiểu là nói cái gì vậy ta, ủa là sao trời. Là chúng ta phải bắt đầu, chúng ta nhạy, chúng ta phải cảm nhận được cái điều đó liền thì chúng ta phải thay đổi liền. Tất cả nó xuất phát đều do cái chủ nhân của những cái ngôn ngữ đó, họ phải thực sự khéo léo, thực sự tỉnh táo để biết là sử dụng nó như thế nào để không khiến cho cái người đối diện người ta khó chịu. Ngọc Nhi thấy là có những anh chị nghệ sĩ gạo cội rồi, người ta vẫn sẽ bắt trend theo Gen Z và cố gắng để chiều lòng các fan của mình. Và đôi khi một số cái sự cố xảy ra để họ xử lý khủng hoảng truyền thông đi, họ cũng sẽ làm những cái cách để chiều lòng Gen Z. Đó, thì anh nghĩ như thế nào về điều đó? Thì anh nghĩ là nếu mà dùng những cái ngôn ngữ đó để tiếp cận khán giả, đó là cái rất là hay. Đôi khi các anh các chị rất là gạo cội, cái name rất là lớn, và lúc mà tương tác với khán giả đôi khi châm chọc một vài miếng, một vài câu chọc kẹo fan thôi, các bạn rất là thích với cái điều đó. Ngọc Nhi nhận ra một điều rằng ở mỗi thế hệ thì chúng ta sẽ luôn có những cái điều khác nhau và cái sự sáng tạo tất nhiên mỗi thời sẽ mỗi khác. Quan trọng là các bạn thì sử dụng một cách tinh tế, đúng mực và thật là thông minh để cho chúng ta sẽ luôn thấy được cái màu sắc thật là tươi sáng của ngôn ngữ và nó đẹp đẽ ở bất kỳ thời đại nào. Ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Quốc Bảo đã mang đến một không khí rất là hài hước cho một cái buổi trưa cuối tuần tại Quán Quen Chuyện Chất. Thì bây giờ trước khi chào tạm biệt mọi người, anh chia sẻ thêm về cái dự định trong tương lai gần của mình đi. Hiện tại thì Quốc Bảo đang tập trung 100% vào công việc MC. Công việc ca hát thì Quốc Bảo đã hoàn toàn là dừng lại rồi. Và muốn là mình phải refresh lại không gian, các thế giới của các bạn Gen Z bây giờ thật sự là một cái liều thuốc để bảo bước vào trong đó, bảo hòa mình vào năng lượng của các bạn, không gian của các bạn, ngôn ngữ của các bạn, để mình làm cho cuộc sống của mình nó bớt những cái gì nó tiêu cực đi. Và từ đó bảo lấy động lực để mà bảo sẽ làm những cái chương trình với rất là nhiều ý tưởng, của bảo sẽ cố gắng để gần hơn với tất cả quý vị khán giả và mang đến cho mọi người những cái sản phẩm nó tuyệt vời nhất.
nếu mà mình hứng thú mình lấy lại bút được, mình sẽ quay trở lại với âm nhạc bằng một sản phẩm nào đó. Vâng ạ, ngày hôm nay rất là cảm ơn MC Quốc Bảo đã dành thời gian đến với Quán Quen Chuyện Chất và có những chia sẻ rất là thú vị. Ngôn ngữ Gen Z nếu chúng ta sử dụng đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ sẽ rất hài hước, dễ thương và khiến cho cuộc trò chuyện của chúng ta thêm phần thú vị. Nhưng đừng quá lạm dụng và hãy sử dụng một cách thật là tinh tế để sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình một cách đẹp nhất quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của Quán Quen Chuyện Chất cũng đã hết rồi ạ. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc, quán Ngọc Nhi vẫn sẽ mở cửa 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ Ngọc Nhi và MC Quốc Bảo xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa cuối tuần thật vui vẻ. Xin chào.